Bất tịnh quán tụng. Pháp sư Tĩnh Am, người dịch Giới Nghiêm. Phật vì những chúng sanh tham dục mà nói bất tịnh quán. Quán một thời gian lâu, tham dục liền trừ, có thể vượt ái hà và siêu khổ hải. Tôi rảnh rỗi đọc Đại Trí Độ Luận, rồi nhân đó lấy ý diễn thành kệ để tự nhắc mình, đồng thời nhắc nhở thế gian. Kệ rằng: tư tưởng ân ái rồi cũng chết, thân này có bền lâu. Thay ai khóc vô ích, ai khéo hiểu tư lường. Trướng tưởng vừa đang độ thanh xuân, bỗng thành thân sình trướng. Tuổi niên thiếu trước mắt, dung mạo lại thế nào? Thanh ứ tưởng, tướng trắng đỏ rõ ràng, thân xanh vàng ứ nát. Xin anh mở mắt coi, đó chẳng phải người khác. Hoại tưởng, da thịt đã rơi xuống, ngũ tạng trong hiện ra. Nếu nhìn cho thấu đáo, chỗ nào đáng lưu luyến? Quyết đồ tưởng, không còn mỹ miều nữa, toàn máu mủ tanh hôi. Muốn tìm tướng xấu đẹp, hình chất dần phôi phai. Nung lạng tưởng, thối rửa thật khó nhìn, tanh hôi không thể ngửi. Đâu ngờ nơi mủ chảy là chỗ từng bôi son. Đạm tưởng, dê chó ăn thịt người, người từng ăn dê chó. Không biết người và thú, ai thối lại ai thơm. Tán tưởng, hình hài đã tan rã, tay chân cái mỗi đường. Quán kỹ tướng xinh đẹp, rốt cuộc đi về đâu? Cốt tưởng, vốn bộ xương trắng xóa, mà từng dối người ta. Ngày xưa xem là giả, ngày nay thấy chân thường. Thiêu tưởng, hễ lửa nóng hừng hực, xương tàn chốc quá không. Nhìn xem trong khói lửa, có khởi tham tâm không? Kệ trên hơi sơ lược, chưa quán kỹ, làm thêm luật ngũ ngôn cho rộng hơn. Tư tưởng, ái luyến rồi cũng biệt, thi lương không nỡ nhìn. Thức vừa ra khỏi thể, thân đã mặc áo quan. Lửa đêm sưởi nhà trống, gió thu lạnh màu tan. Khuyên ai gặp ngày ấy, hãy quán tưởng thân tàn. Trướng tưởng, phong đại thổi bên trong, chốc lát đã sình trướng. Thân như bịt nước đầy, bụng tợ dưa bứt dây. Nước bứa ra ghê tởm, rồi ruồi nhặn bu đầy. Từng vì da mộng dối, hối hận sai năm xưa. Thanh ứ tưởng, nắng gió thổi nướng lâu, xanh vàng rất đáng thương. Da khô đầu tiên háp, xương một nửa tầng trên. Tai mũi khuyết lỗ hổng, gân cốt đứt liên hồi. Người đã tuy không nói, nhìn đây cũng hỡi ôi. Hoại tưởng, da thịt vừa giữa ra, hình chất liền lở loét, nứt nẻ nhiều đường nứt. Dòi bọ rút ngổn ngang,
dây khô quấn tóc rối, rêu ẩm dụng áo quần, gửi lời người xinh đẹp, thôi bôi vẻ túi dơ. Quyết đồ tưởng: một mạng máu vô tình, ngàn năm người không dậy, đầm đìa bết tử thi, bừa bộn dơ đất cát. Chớ hỏi tướng xấu đẹp, ai hay thân gái trai, thương thay đôi mắt thịt, lầm nhận giả làm chân. Nung lạng tưởng: da mỏng dán giấy rách, thịt thổi bỏ canh thiêu, máu huyết từ trong chảy, ruồi nhặng bên ngoài tranh. Ăn lòng heo dày ói, nước rửa chó khó trong. Nếu không cực gây tởm, làm sao đoạn giọng tình. Đạm tưởng: thi hài bị thú ăn, nham nhở xương trắng hiếu, không no bụng chim đói, không hết chó thèm thuồng. Năm xưa yêu mình quá, ngày nay chẳng ai thương, không bằng thịt heo chó, còn bán được nhiều tiền. Tán tưởng: tứ chi bỗng chia lìa, đâu còn thân nguyên vẹn, đâu chỉ vẻ đẹp mất, mà tên tuổi cũng không. Thọ yếu nhìn cỏ thu, mập ốm hỏi gió chiều, xin ai mở to mắt, suy ngẫm kỹ việc này. Cố tưởng: da thịt đã tiêu trừ, chỉ còn xương trắng hiếu. Mưa khiến cho ẩm mốc, nước ngập đất in xương. Bao trùng kiến kéo đến, thâu tàn dán cháo con. Nét phong lưu đâu mất, hồn dứt dưỡng lang thang. Thiêu tưởng: lửa dữ táp hài cốt, chốc đã bùng lên cao. Đỏ bay đầu ngọn lửa, đen tới đỉnh tối cao. Vọng niệm đồng tro hết, chân tâm tở mặt trời. Muốn siêu đường sanh tử, quá này phải tinh chuyên. Tứ niệm xứ tụng: lúc Phật sắp vào Niết Bàn, căn dặn các tỳ kheo: hãy nương vào tứ niệm xứ, như Phật không khác. Nay nhằm vào thời mạt pháp, người giữ chánh niệm ít ỏi, nhìn lại pháp môn này, không mấy ai tu học. Đâu chỉ không tư duy về nghĩa lý của kinh, mà ngay cả tên kinh còn chưa biết. Thật là đáng bùi ngùi. Tôi ở núi nhân rảnh rỗi đọc phẩm di giáo của kinh Niết Bàn, nhân đó rút ý nghĩa viết thành thi kệ để cho người ca dịnh. Chánh niệm tăng trưởng, vọng niệm tiêu trừ, răn nhắc mình hàng ngày, đồng thời không quên di giáo. Quán thân bất tịnh: hễ khởi điên đảo tưởng, liền có huyễn duyên thân. Máu bụ thường hỗn hợp, tanh hôi mãi hiện bày. Dãy dán da vào thịt, dây quấn cốt dưới gân. Lông mọc đầy rậm rạp, trùng sanh khắp nơi thân. Nội tạng toàn xú ủy, trang sức chỉ áo khăn. Tứ đại vốn không thật, các căn chẳng lẽ chân. Nói năng tiếng tự gian, hít thở khí tự hoàng. Miễn cưỡng gọi nam nữ, hư danh lập anh tôi. Trăm năm ba thước đất, dạng cổ một nắm mồ. Quý tiện đều sanh tử, hiền ngu thảy ưu sầu. Uổng sanh rồi uổng tử, ai biết bổn lai nhân. Quán thọ thị khổ: các khổ từ đâu khởi, biết chắc từ thọ sanh. Thuận nghịch vừa lãnh nạp, lấy bỏ liền tung hoành. Còn có thạnh và suy, thì còn dinh và nhục. Oán từ thân mà khởi, buồn do vui mà sanh. Nhà Dương Tạ còn đâu, nước Tàu Lưu đã đổ. Vui buồn mấy giấc mộng, thắng bại một ván cờ. Sự với tâm trái nghịch, bần với bệnh tìm nhau. Tiền thần hô không tới, nghèo quỷ đuổi không đi. Lật đật rồi vô ích, uất ức khắp bất bình. Không cầu ti như quý, tri túc
thiếu thành dư. Ngộ được chân lý không, vui buồn chỗ nào sanh. Quán tâm vô thường, vọng tâm không chỗ mắt. Thể tướng rốt là sao, lập lòe đèn trong gió, lao sao sóng nước trên. Một nhà sáu căn khác, sáu thức anh em nhiều, lộn xộn chạy theo cảnh, dồn dập mũi khác nhau. Xanh vàng mắt thay đổi, động tĩnh tai đổi thay. Thúi thơm mũi phân biệt, mặn lạc lưỡi khen chê. Nóng lạnh thân khó dễ, đẹp xấu ý khen chê. Cảnh diệt tâm tạm ổn, tình vong trí lẻ loi. Lật đổ hang ngũ dục, dập nát ổ sáu căn. Và cướp vua chuyển qua, chim bay khỏi võng la. Khi nào ngộ thường trụ, các vọng thảy tiêu ma. Quán pháp vô ngã, các pháp duyên sanh ra, vốn không có tự ngã. Nhân duyên có sanh diệt, nghĩ suy liền kém hương. Muốn được trở thành mất, cầu nhàn gặp bận hương. Sợ lạnh đông không dứt, khổ nóng hạ miên trường. Nghèo mong giàu có sướng, già bám tuổi tráng niên. Đâu ai ghét thuận lợi, nào ai thích nguy vong. Tự tại mới là chủ, đổi thay đâu phải thường. Lìa căn niệm nào khởi, không thức cảnh hoàng vong. Trong ngoài không gì cả, ở giữa cũng trống trơn. Sáu cửa không tịch tịnh, căn nhà lộ rõ ràng. Chỉ cần trần lao hết, lộ rõ đại giác dương. Tượng tán. Tiên sinh Chu An Sĩ ở Côn Sơn trước tác rất nhiều loại sách. Nhĩ Đán đọc những sách ý, thu được lợi ích rất nhiều. Quá khứ Đức Thế Tôn vì nửa bài kệ các hành vô thường là pháp sanh diệt mà còn xả thân cúng dường. Nay ơn của tiên sinh, Nhĩ Đán tôi không biết lấy gì để báo đáp. Phương tử thạch tâm lấy giả tượng làm đề. Ngoài vui mừng chiêm lễ, còn cung kính làm kệ tứ ngôn nhị thập vận, khen ngợi tượng của tiên sinh. Thật sự thì khen ngợi không thể hết, hay khen ngợi cũng thừa. Ý tôi chỉ muốn phổ biến cho mọi người biết về việc trước tác rất nhiều sách của Ngài. Cái chính là để kết duyên giảng sanh tịnh độ. Nghĩ tiên sinh ở trong đài sen chắc cũng mỉm cười. Một ngày sau ngày sóc vọng mùa đông, năm Canh Tý, niên hiệu Đạo Quang, Trương Nhị Đán. Chỉ có đại cư sĩ sinh vào thời Khang Hy, biện tài vô ngại, nói pháp rất hay. Cư sĩ có khả năng viết lách, nói năng nhanh như sấm sét. Sách vở Phật, lão, nho, cư sĩ đều thông suốt. Khí như mây cuộn, từ như sóng nhồi. Là sứ giả Như Lai làm đại đạo sư, thương cho mạt pháp chúng sanh ngu si. Nếu chẳng phải Bồ Tát, ai có tiếng rống như sư tử? Tức chỉ Đức Phật. Chết sanh Tây Phương, tôi sanh đâu trễ? Viết sách giảng lời, xiển minh nguồn ý. Xưa nghe luận thuyết, nay thấy dung nhan. Gậy nón về Tây, gió đùa râu trắng. Tôi coi mình là đệ tử, không được truyền thừa. Cúi đầu lễ bái, cảm động chảy nước mắt. Danh đức của Ngài thật bằng với Phật. Tất cả đồng đạo đều dạng phần kính ngưỡng Ngài. Trước mắt tuy là hình tượng, nhưng trong đó lại có đại nhân duyên. Ngài có nguyện lực lớn, người đời không thể trắc lượng được. Mắt nhìn di tượng, trước mắt giọt ra hoa sen. Ai biết đảnh lễ, Ngài sẽ dùng sức từ bi tiếp dẫn họ. Vô lượng chúng sanh được qua biển khổ,
giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Cởi bỏ phàm trần, sớm về Tịnh Độ. Tiết tháo cao vời, đến nay còn mãi. Trước tác đường đường, ngang giới kinh Phật, ái hộ chúng sanh với tâm tha thiết. Thân ở trần thế, tâm sớm xuất ly, nguyện lực hoàng thâm, không lìa chúng sanh. Nay tuy về Tây, nhưng tượng vẫn còn, gương mặt tươi tắn, tự tại như sống. Chu Triệu Canh. Tánh tịnh minh diệu, người người đều đủ, tinh tấn tu hành, ác sẽ giác ngộ. Nhất trần bất nhiễm, tại thế xuất thế, kính ngưỡng cư sĩ, tôn túc lộc thành. Phát đại bi tâm, tạo vô lượng phước. Trước tiếp long thư, sau dẫn xích mộc. Đại giang sừng sững, một mình trên cao, nguyện khắp đại thiên, thoát ly ô trược. Khi thiện quả tròn, đồng sanh cực lạc. Khâu Hồng Nghiệp. Biển ái ngày một sâu, sóng khổ ngày một lớn. Thương thay cho thế nhân, đời ác được khó đổi. An sĩ ở Lộc Thành, phát đại bồ đề nguyện, soạn bốn cuốn sách lớn, mỗi chữ đều nhắc nhở. Thí như trong phòng tối, ánh đèn và điện chớp, lại như rơi núi cao, được vớt bởi lụa trắng. Tự độ cùng độ người, bi mẫn từ tâm hiện. Một mai thiện quả thành, đài vàng xuống đoán rước. Hậu sanh mất chuẩn mực, sung mộ hoài vô ích. Giỏi thay ngài an sĩ, hậu duệ hỏi tìm khắp. Vui mừng được di tượng, khéo tay vẽ giống in. Tôi sanh ra quá trễ, không thấy tướng mạo người. Học đạo có thành tâm, đọc sách như thấy mặt. Huống hồ thấy hình này, đảnh lễ sanh lưu luyến. Tái bái không lên tiếng, nguyện mượn thuyền phương tiện, tiếp dẫn người thế gian, cùng lên bất thoái chuyển. Chu Triệu Tiêu. Đọc hoài sách an sĩ, tái bái tượng tiên sinh. Lời nhân lợi càng rộng, đạo mạo thấy trang nghiêm. Nhiều đời hành Bồ Tát, một hiện cư sĩ thân. Vào ra trong nho Phật, trốt ráo về Tây Phương. Đáng thương người thế gian, lang thang khổ sanh tử. Di thư khắp nhân gian, gian như tiếng trống trời. Hận tôi sanh quá muộn, không thể hầu cận bên. 40 năm hành đạo, đệ tử ngưỡng cao sơn. Kính đốt một nén hương, kiên thành lễ hoa tạng. Ta bà nguyện trở lại, độ chúng sanh vô lượng. Khâu Tôn Cẩm. Cư sĩ là tiên sinh ở quê tôi, cao sơn ở chỗ dừng lại của sự kính ngưỡng. Quê tôi văn bút đẹp ngọc phong, cận đại danh nhân liên tiếp khởi. Trang cừ lý học được chân truyền, bá lô kế thừa mỗi cụ thể. Văn chương đọc số quy chân xuyên, khảo chứng đình lâm quán kinh sử. Cư sĩ càng thông cảnh giới Phật nho, thấu rõ sanh tử. Soạn hai loại sách giới dâm sát, vào đầu vừa hét động lỗ tai. Trước độ chúng sanh khỏi bờ mê, sau dẫn con đường quy trực chỉ. Một lòng niệm Phật hướng lạc bang, 10.000 ức cõi như bên cạnh. Trong hồ thất bảo nở hoa sen, cười bảo người nhà Phật đã đến. Tôi sinh trễ đến 60 năm, hận không được thấy Như Lai sứ. Cứu cánh tôn sùng không gì khác, nhân duyên xuất thế là ở đây. Cư sĩ tự gọi là Hoài Tây,
Còn ngoài của tôi là cư sĩ. Phương Bộ Doanh. Hiện thân cư sĩ thí pháp cho người. Sau Long Thư chỉ có Chu An Sĩ. Long Thư khuyên tu tịnh độ, giáo hóa sơ cơ, niệm liên tục, vào sâu Phật trí. An Sĩ trực chỉ ba căn, tức thượng căn, trung căn, hạ căn đều vẹn. Nhân duyên thí dụ đều ở bên trong. Uông Tử thâm tâm theo tượng cúng dường, để cho người đời mỗi mỗi kính tín. Chu Hiếu Cai. Thiện tri thức đại Bồ Tát, mũ khăn nho nói Phật pháp. Dình giới luật giới dâm sát, tam thừa giáo ý sâu rộng. Mang thân tâm phụng trần sát, hoằng trì danh xiển tịnh độ. Thương lỗ dương mặt trời thuộc, đọc sách ngài như thấy mặt. Bái tượng ngài đạo khí ấp, trước Long Thư sau Xích Mộc, ngài ở giữa đảnh ba chân. Tượng pháp suy các ngài cứu, dứt tà thuyết chấn đồi phong. Tôi sau ngài cả trăm năm, chim di tượng dước di thư, tâm bi hỷ mắt ràng rụa. Ngài hoài tây tôi cũng thấy, nguyện gia bị ngài cánh sen. Thích Tổ Quán. Cuộc đời cư sĩ Chu An Sĩ. Chu Mộng Nhan còn gọi Tư Nhân, tự An Sĩ, nho sinh Côn Sơn. Bác thông kinh tạng, tinh sâu pháp môn tịnh độ, tự hiệu Hoài Tây cư sĩ. Chúng sanh tạo vô lượng tội, nhất là hai nghiệp dâm sát, vì đó viết hai cuốn Giới Sát Giới Dâm. Cuốn Giới Sát đặt tên Dạng Thiện Tiên Tư, lời lẽ khẩn thiết. Tự bảo mỗi khi đi qua tất cả miếu thần đều chú nguyện rằng: mong chư tôn thần phát tâm xuất thế, không nhận rượu thịt, một lòng thường niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Tư Nhân từ nay 24 tuổi cho đến mạng chung, nếu có giết một con vật nhỏ cho đến quyến thuộc trong nhà, nếu có một người giết trùng kiến, mong tôn thần cải chánh trừng phạt, nổi sấm đánh nát sách tôi trước tác. Tư Nhân từ nay 24 tuổi cho đến mạng chung, xuống nước thấy cá, ngưỡng mặt thấy chim, không nghĩ đến cứu độ mà ngược lại nghĩ đến sát hại, thì cũng sẽ bị phạt giống như thệ này. Tư Nhân từ nay 24 tuổi cho đến mạng chung, nếu trong mộng thấy người sát sanh mà không thể chí tâm xưng danh hiệu Phật, phát tâm cứu độ mà ngược lại còn vui theo, thì cũng sẽ bị phạt giống như thệ này. Cuốn Giới Dâm đặt tên Dục Hải Hồi Cuồng, khuyên người dâm dục trước quán thai ngục, rõ đủ các khổ, đó là phương tiện dứt dâm đầu tiên. Kể đến quán thân này là ổ di trùng ăn tủy não người, đó là phương tiện bất tịnh ban đầu. Kế nữa quán nam nữ, máu mủ mũi giải, những chất bất tịnh giống như hầm xí, đó là phương tiện đối trị dứt dâm. Kế nữa quán tưởng người chết nằm ngửa, băng lạnh thấu xương, nước vàng chảy ra, thúi không chịu nổi, khắp thân thể đầy dòi bọ chui rút, da thịt giữa ra, gân cốt lòi ra, thân ta rốt cuộc cũng thế. Kế nữa quán niệm tướng sanh tướng diệt và tướng bất sanh bất diệt mà kinh Pháp Hoa nói, đó là phương tiện đoạn dâm tận gốc. Kế nữa quán tự thân trong hoa sen ở ao Thất Bảo, nước Cực Lạc. Hoa sen nở ra thấy Phật A Di Đà, ngồi hoa sen bảo đủ các thụy tướng trang nghiêm, cũng thấy tự thân lễ bái cúng dường Phật. Quán như thế xong, phát nguyện giảng sanh thế giới Cực Lạc, vĩnh viễn ra khỏi lưới dâm, đó là phương tiện giải thoát rốt ráo.
lại viết Âm Trắc Văn Quảng Nghĩa 3 quyển, Tây Quy Trực Chỉ 4 quyển. Tháng Giêng năm thứ 4, niên hiệu Càn Long, từ biệt mọi người, nói sẽ về Tây Phương. Người nhà xin tắm nước thơm, đưa tay ngăn bảo: ta tắm nước thơm lâu rồi. Rồi cười nhẹ mà đi, hương lạ thơm khắp cả phòng. Thọ 84 tuổi. Tây Phương có 10 loại thù thắng. 1. Quá sanh trong hoa sen, khác với sanh trong bào thai. 2. Tướng hảo đoan nghiêm, khác với thân thịt xấu xí. 3. Trải vàng làm đất, khác với đất cát dơ ủy. Dơ sạch khác nhau trời vực. 4. Ăn uống áo quần tự nhiên, khác với đói lạnh. 5. Cung điện tùy ý, khác với xây dựng vất vả. 6. Phi hành tự tại, khác với túi già nhiều bệnh. Khổ vui khác nhau trời vực. 7. Thiện hữu ái kinh, khác với oan gia hội tụ. 8. Thọ mạng vô lượng, khác với thoát sanh thoát tử. 9. Diễn diễn không còn thoái chuyển, khác với nghiệp duyên chướng đạo, nghĩa là khóa dễ như trời với đất. 10. Thọ ký thành Phật, khác với liên tiếp sanh vào tam đồ. Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật.